Xin chào quý vị các bạn đã quay lại kênh thiết bị công nghệ Văn Tư. Xin chào quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách cài đặt đặt mật khẩu của cái tài khoản HDK Connect trên quý điện thoại nữa nhé. Và bây giờ để mình sẽ vào phần mềm và chúng ta hãy bắt đầu cái việc mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn đổi mật khẩu của tài khoản HDK Connect trên điện thoại. Ví dụ như thế này, ở giao diện đổi mật khẩu thì các bạn bấm vào chữ tôi. Các bạn bấm vào biểu tượng trên cùng có biểu tượng thân người ấy, đấy, có số điện thoại này, chỗ ma vạch trên cùng này, các bạn bấm vào đấy. Và trong chỗ này thì các bạn sẽ đổi được mật khẩu của cái tài khoản của quý vị bằng số điện thoại hay bằng Gmail. Các bạn bấm vào đây và các bạn sẽ đánh cái mật khẩu cũ cho vào đây. Và các bạn sẽ bấm chữ tiếp theo và các bạn đánh nhập mật khẩu mới, là quý vị các bạn đã đổi được mật khẩu và password mới cho tài khoản cloud cho quý vị các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn và hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo. Và quý vị các bạn đã theo dõi video kênh thiết bị công nghệ Văn Tư, và các bạn thấy video hay bổ ích, mong quý vị các bạn giúp mình một like và chia sẻ video giúp mình. Hãy giúp mình đăng ký kênh và để nhận được những video bổ ích hơn quý nhé. Và các bạn cần hỗ trợ thêm về sản phẩm của các bạn hãy để lại comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, hẹn quý vị tiếp theo.